Tôi chú nha, em lên cho chú ác tin 034 super nha. Con này mới đăng nãy nhưng mà nãy nó hơi mưa mưa em chưa test tải được, giờ em test tải nha. Em báo lại tình trạng nè, bao cho chú full rin 100%. 1990 tháng 2 61.5cc 5k4. Em vô là vô làm xích mới. Làm chính hãng của Đức, làm chính hãng của Estin nha, nhưng mà sản xuất Brazil, báo luôn. Máy xài đồng tiền. Trọng lượng làm xích đầy đủ 6,5 kg ha. Mặt bô này. Rồi. Mặt bô nè, như mới nha. Nói chung con này là bao chỗ chú là mới trên 95% nha. Đây series máy nha. Series máy là 264 nè. Rồi test cây mặt lớn nè. Em test tải luôn nha. Đấy thì cây này mặt 35 nha. 35. 35 là muốn ngập lam luôn rồi, 35 là muốn ngập lam luôn rồi nha. Máy chuẩn, kéo là nổ, không cần phải chu đích mà giật đâu nha. Bán cưa là mua lần 10 tháng củi nè, quay chơi. Kéo, kéo là nổ nha. Máy bếp nó có khác nha, bao dữ chứ mà tem mát độ full máy nha. Mua em bán mấy cơ là mua củi té đàng hoàng nha, mới gửi đi. Nói chung là về bao vô mấy chú là xăng vớt vô là cưa ha.